À, xin chào các bạn, thì hôm nay Mỹ Tho Laptop tiếp tục tiếp nhận một chiếc máy của khách nha. Máy này là máy MSI Madam 14. Bên đây, bên trái mình là chiếc máy của khách và bên phải là chiếc máy của bên mình. Thì máy này tiếp nhận trong tình trạng là máy chạy không lên hình nha các bạn. Dòng MSI này Madam 14 thì là những cái dòng máy mới ra vào thị trường vào những năm nay thôi. Nên một số cửa hàng ở trên địa bàn thì lại không có đủ linh kiện để kiểm tra và thay thế xử lý ngay trong ngày cho các bạn. Đến với Mỹ Tho Laptop thì tất cả những cái linh kiện bên mình đều có sẵn nha các bạn. Nên việc xử lý những cái dòng máy Modern 14 hay là những cái dòng máy khác thì bên mình sẽ xử lý nhanh nhất cho các bạn luôn. Những cái linh kiện bên mình thay thế đều bảo hành từ 3 tới 6 tháng, có thể thậm chí là 1 năm. Chiếc máy của khách thì sau khi gửi cho bên mình kiểm tra, mình dùng thiết bị bên mình kiểm tra thì phát hiện máy bị hư màn hình nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay thế một chiếc màn hình cho khách. Màn hình MSI Modern 14 này là màn Full HD nha các bạn. Bây giờ bên mình sẽ tiến hành thay màn hình, chi tiết thay màn hình để các bạn xem sao intro nha. Muốn thay thế chiếc màn hình này thì mình phải gỡ cái viền ra nha. Đầu tiên mình sẽ gỡ viền ra. Viền đối với những cái viền mỏng như thế này mình sẽ gỡ nhẹ tay nha các bạn, cực kỳ nhẹ tay. Nếu không thì nó sẽ cong viền và ẩm ẩm nhìn không có đẹp mắt, mất đi sự thẩm mỹ của chiếc máy. Những chiếc máy đời mới như thế này á thì các bạn sẽ mua những chiếc máy mới thì chắc chắn giá nó sẽ là trên 10 triệu đồng. Nhưng mà tuy như vậy thì những cái linh kiện của nó không có quá cao. Màn hình mới của em dòng MSI Modern 14 này thì giá chỉ sẽ chưa tới 2 triệu đồng các bạn. Các bạn sẽ thay thế được một chiếc màn hình mới cho cái máy Modern 14 này. Mặt may quá các bạn ơi, mình vừa thay thế cái màn hình mới vào trong chiếc máy, cuối cùng đã lên hình rồi nha các bạn. Thì trong quá trình mở ra thay màn đối với những chiếc máy đời mới giống như vậy thì mở hết máy ra thì mình có hỗ trợ các bạn vệ sinh miễn phí chiếc máy, những cái máy như vậy nha. Đối với những chiếc màn hình giống như màn hình gaming, màn hình văn phòng bị bể hay là bị hỏng sọc màn, trắng màn thì các bạn có nhu cầu thay màn vui lòng ghé Mỹ Tho Laptop nha. Bên mình luôn luôn sẵn hàng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.